Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã có văn bản chấp thuận cho các tỉnh Thanh Hóa, An Giang, Đắk Nông triển khai dịch vụ Grab Taxi trên địa bàn. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định luôn ủng hộ việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách, khuyến khích các doanh nghiệp vận tải chủ động ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức buổi làm việc với các đơn vị vận tải taxi, hiệp hội vận tải trên địa bàn để trao đổi làm rõ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải hành khách bằng taxi. Việc triển khai Grab Taxi chỉ được áp dụng với các phương tiện taxi đã được cấp phù hiệu theo quy định. Đặc biệt lưu ý đơn vị cấp phần mềm không triển khai thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng vận tải điện tử trên địa bàn. Không được làm việc trực tiếp với lái xe để cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải khi chưa có sự đồng ý của đơn vị kinh doanh vận tải và sự phối hợp của Sở Giao thông Vận tải.